xin chào các bạn. Mình vừa mới mua cuốn sách về ngữ pháp, đó là cuốn My Map English Grammar của English Book mới xuất bản do tác giả Đỗ Nhung làm chủ biên. Cuốn sách có bìa màu vàng như này. Đầu tiên thì mình bị ấn tượng bởi cái hình, cái sơ đồ tư duy như này ở trên cái bìa sách. Và mình xem các cái từ minh họa trên này thì mình thấy nó rất là dễ hiểu. Thế sau đó mình lật vào bên trong thì đúng như cái tên của nó, đó là sách về ngữ pháp tiếng Anh nhưng lại được viết dưới dạng sơ đồ tư duy. Và sách được in nhiều màu, rất là đẹp và dễ hiểu, dễ nhìn. Thực chất là mình mua cuốn sách này không phải cho bản thân mình học mà là để tặng cho chồng của mình. Thì anh ấy rất là thích, vì mặc dù là vợ cũng biết một chút xíu tiếng Anh nhưng mà không dạy được cho anh ấy theo một cách dễ hiểu. Và mình đã phải cầu cứu cuốn sách này, thì khi mà mình tặng anh ấy cuốn sách này thì gần như là anh ấy không cần phải hỏi gì mình giải thích thêm nữa, mà chủ yếu là anh ấy tự học. Và bản thân mình thì là một người cũng có một chút chuyên môn về tiếng Anh, thì mình thực sự recommend là các bạn ở cái trình độ mất gốc, các bạn học sinh và các bạn sinh viên mình mất gốc thì rất nên mua cái cuốn sách này, bởi vì các cái mục ngữ pháp được trình bày rất đơn giản, dễ hiểu và bài bản, nó không quá tham kiến thức, vừa đủ để cho các bạn ứng dụng trong các bài kiểm tra và trong các cái giao tiếp cơ bản hơi nâng cao lên một chút, thì các bạn sẽ không cảm thấy bị ngợp. Ngoài ra thì như mình vừa đề cập, đó là bởi vì nó được trình bày bằng cái sơ đồ tư duy như thế này nên là rất là dễ hiểu, dễ nhớ. Cũng có một số cái phần ngữ pháp mà mình lâu rồi không sử dụng đến mình cũng quên, nhưng mà khi mà nhìn vào cái này một cái là mình thấy dễ hiểu luôn, dễ nhớ luôn. Đặc biệt là như chồng của mình cũng thấy anh ấy cực kỳ thích, và thậm chí đôi khi còn tự tay vẽ lại các cái may mắn như thế này thì dễ nhớ rất là nhiều. Bản thân mình là một người mua sách thì mình đã có cảm tính ngay từ đầu, và đặc biệt là khi mà mình tặng nó cho một người mà không biết gì về tiếng Anh thì và nhận được cái lời cảm ơn, cái sự khen ngợi, thì mình vừa cảm thấy tự hào và cũng rất biết ơn tác giả đã làm ra một cuốn sách như thế này. Mình có thể review cho các bạn xem một chút. Ở đây sách rất là nhiều màu sắc, được thiết kế rất là đẹp, từng phần một như thế này. Và còn có cái phần bài tập minh họa đi kèm đáp án luôn. Còn là thêm đáp án nữa thì các bạn sẽ rất là dễ hiểu. Nói chung là và đặc biệt là sách còn có cái quà tặng kèm, đó là tặng 2.500 từ vựng tiếng Anh căn bản. Thì mình thấy thực sự là cái phần quà này nó rất là giá trị, bởi vì là các cái từ vựng này thì mình học ngữ pháp thì mình nếu mà không có từ vựng nữa thì sẽ rất là một cái thiếu sót, cho nên là cái quà tặng này nó như một cái combo đi kèm vậy. Thì mình sẽ cào cái mã sau này để lấy được cái phần quà tặng đấy. Và cái giá cho cuốn sách này thì chỉ có 190.000 thôi, mà sách rất là dày, in giấy đẹp, chất lượng tốt, nên mình thấy thực sự hay là một cuốn sách này. Vì vậy mà trong clip này mình muốn chia sẻ với các bạn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.